Chương trình phát triển cá nhân và sự nghiệp của Amazon ra đời nhằm giúp các bạn nhận biết tính cách của bạn và phát huy tối đa điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân. Bên cạnh đó, chúng tôi còn giúp các bạn nắm rõ cách phát huy năng lượng và động lực của bạn, cách bạn duy trì quan hệ tình cảm, cách bạn làm việc và giao tiếp nhóm, môi trường làm việc và nghề nghiệp hay lĩnh vực kinh doanh phù hợp nhất với bạn. Qua phân tích tính cách, Amazon sẽ tư vấn cho bạn 1. Tính cách, sở thích, điểm mạnh, điểm yếu, nghề, môi trường làm việc phù hợp với bạn, 2. Giá trị và động lực cho người thuộc nhóm tính cách của bạn, 3. Bạn thế nào trong mắt người khác, 4. Quan hệ tình cảm, tư cách là cha mẹ và phong cách giao tiếp, 5. Khả năng tương thích của bạn với các kiểu tính cách khác, 6. Cách phát huy tiềm năng để bạn phát triển, 7. Các nguyên tắc thành công của nhóm tính cách của bạn.